Thời trò huấn luyện viên Philip Chuse khởi đầu khá khó khăn khi để thua U23 Iraq ở trận gia quân. Tuy nhiên, trận đấu U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sắp tới vẫn còn nguyên giá trị để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh của mình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định dự đoán kết quả trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong lượt trận thứ hai giải U23 Doha Cup năm 2023 Trận đấu này diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2023. Trước trận đấu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam do phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Iraq nên trung vệ Tiến Long và tiền vệ Minh Khoa sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Cầu thủ Quang Thịnh có thể sẽ là người được huấn luyện viên Philip Chu lựa chọn để chơi trong sơ đồ ba trung vệ. Nhiều khả năng huấn luyện viên Chu sẽ tiếp tục sử dụng công đến và Đức Việt ở khu vực giữa sân. Nhìn chung thì những sự vắng mặt nói trên không ảnh hưởng quá nhiều tới chất lượng và cách chơi ở đội tuyển U23 Việt Nam, bởi nhà cầm quân người Pháp vẫn còn trong tay những sự thay thế xứng đáng khác. Phía bên kia sân thì U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có đầy đủ đội hình, đã đánh bại U23 Qatar với tỷ số 1-0. Cũng nói thêm là huấn luyện viên Denis Siva sử dụng hầu hết những cầu thủ đang thi đấu trong nước và đó đều là những gương mặt thường xuyên được đá chính tại giải vô địch quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong số này có 9 cầu thủ từng tham dự vào chung kết U23 châu Á năm 2022, một số từng góp mặt tại trận thắng 3-0 trước đội tuyển U23 Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái. Như đã nói ở trên, U23 Việt Nam từng thua đậm trước U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trước thêm vào chung kết U23 châu Á năm 2022. Các cầu thủ như Văn Khang, Văn Trường, Duy Cương, Tuấn Tài đều có mặt trong trận thua ấy. Họ sẽ có cơ hội gặp lại những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và vẫn trong tâm thế là tham gia để thử nghiệm đội hình. Nói như thế để thấy trận thua 0-3 trước U23 Iraq cách đây ít ngày không quá nặng nề với các học trò huấn luyện viên Philip Chuse. Điều quan trọng là họ sẽ thay đổi và ứng xử như thế nào sau thất bại trước những đối thủ lớn hơn mà thôi. Chiếc thẻ đỏ của Tiến Long ngay ở phút 22 trong trận đấu với U23 Iraq là nguyên nhân chính khiến đội tuyển U23 Việt Nam đánh bất thế trận và phải rời sân với những thống kê không mấy ấn tượng. Huấn luyện viên Philip Chuse sẽ phải làm việc với các trung vệ để hạn chế sai sót không đáng có kế đến các tiền vệ cầm đòi mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến tay đôi. Đương nhiên, nhà cầu quân người Pháp còn có những giải pháp khi bị đối phương pressing tập kích vào vị trí các cầu thủ chạy cánh. So với U23 Iraq thì U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất còn mạnh mẽ và họ không ngại đẩy cao tốc độ trận đấu rồi cuốn đối thủ vào cuộc chơi của mình. U23 Việt Nam cần đặc biệt chú ý những pha tấn công bên trái nơi em Rako, không chỉ sắm vai là một tiền đạo mục tiêu mà anh còn chơi độc lập tác chiến và cực kỳ xuất sắc cho những pha qua người. Gặp U23 các tiểu vương quốc ở Rập thống nhất là một trận đấu khó khăn đang chờ đợi đội tuyển U23 Việt Nam ở phía trước. Nhưng các học trò luyện viên Philip Chuse đã có cho mình bài học lớn khi để thua U23 Iraq trong trận mở màn. Vì thế, trong trận đấu tới, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ chơi chặt chẽ và linh động hơn trong chiến thuật để hạn chế những sai số. Đó cũng là điều mà họ cần phải làm nếu muốn giành được kết quả tốt trước U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Được biết, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận thứ hai, giải giao hữu U23 Doha Cup năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 26 tháng 3 năm 2023. Theo bạn, giữa U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc hợp Rập thống nhất, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.